Khi mà tất cả các bạn trẻ phía dưới chúng ta cùng đứng lên đây. Khi mà tất cả các quý vị cũng như các bạn trẻ phía chúng ta cùng đứng lên để cùng với lại. Quá đúng không ạ? Xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho anh em trong nhóm sinh viên ạ.